chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao, chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo. Cô hát gợi lên những khát khao đại dương, ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam, qua bao nhiêu trăm mà chiều nay vẫn dịu dàng, vùi sâu dưới đây những gì đau thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vang mới nên người, biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thường trực Thị ủy Nghi Sơn làm việc với Đảng ủy Trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1
về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trong thời gian tới. Khu du lịch biển Hải Hòa sẵn sàng đón du khách trong mùa du lịch biển 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 4, đoàn công tác Thường trực Thị ủy Nghi Sơn do đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Trường Trung học Phổ thông tỉnh Gia Một về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trong thời gian tới. Hiện nay, Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông tỉnh Gia Một có 78 đảng viên sinh hoạt ở 3 chi bộ. Trong thời gian qua, Đảng bộ nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành phát động, công tác xây dựng đảng được chú trọng, chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ được nâng lên, đảng bộ, chi bộ sinh hoạt định kỳ, thường xuyên đổi mới nội dung trong sinh hoạt, tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể đảng bộ nhà trường đoàn kết, tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ dạy và học. Do vậy, năm học 2021-2022, nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa và giáo dục quốc phòng quốc gia và tỉnh tổ chức, nhà trường đạt 46 giải, trong đó có 1 giải 3 và giải khuyến khích cấp quốc gia, 2 giải nhất, 16 giải nhì, 11 giải 3 và 14 giải khuyến khích cấp tỉnh, xếp thứ 19 các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà trường đề nghị thị ủy giảm số lớp trong trường dưới 45 lớp, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng thêm 8 phòng học bộ môn, hỗ trợ nhà trường tu sửa giai đoạn 2 dãy nhà A, đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn giúp đỡ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất của nhà trường. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đồng thời đóng góp các giải pháp để góp phần xây dựng đảng bộ, các tổ chức chính trị xã hội và nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, ghi nhận những thành tích, kết quả Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông tỉnh Gia Một đạt được trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Để khắc phục những tồn tại hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám hiệu nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám hiệu nhà trường cần tiếp tục giữ vững cái sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đúng quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và đề cao tính tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng bộ, trong sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cần đánh giá sát đúng thực trạng, tình hình về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và công tác chuyên môn để xem xét ban hành nghị quyết chuyên đề trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, phân công các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ chỉ đạo trực tiếp trên từng lĩnh vực để khắc phục kịp thời những hạn chế yếu kém, nhất là những hạn chế yếu kém do nguyên nhân chủ quan gây ra, để phấn đấu Trường Trung học Phổ thông tỉnh Gia Một có bước phát triển đột phá toàn diện và giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia và cơ quan đơn vị kiểu mẫu cấp tỉnh. Thứ hai là Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường cần chú trọng và tăng cường hơn nữa về lãnh đạo công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng trong việc tổ chức, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh ủy, của thị ủy đến cán bộ đảng viên, người lao động và học sinh trong nhà trường. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm được Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo, gắn với việc xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, khóa 13 và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền,
giáo dục lịch sử truyền thống quê hương, lịch sử Đảng bộ thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2022-2025 cho cán bộ, đảng viên và học sinh trong nhà trường. Chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng bộ, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực hơn, và tăng cường công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 và của giai đoạn 2023-2025. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trên các lĩnh vực để kịp thời ngăn chặn xử lý các cái vi phạm, sai phạm nếu có. Thứ ba, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Chỉ tiêu nào đạt thấp, khó khăn thì phải tập trung lãnh đạo để đề ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành trong nhiệm kỳ, và đồng thời khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc sơ kết giữa nhiệm kỳ nghị quyết Đại hội Đảng bộ của nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy. Việc sơ kết phải đánh giá toàn diện, khách quan, sâu sắc về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội và xác định nhiệm vụ giải pháp khả thi để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ. Thứ tư, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt với phương châm lấy nhà trường làm nền tảng, lấy thầy cô làm động lực và lấy học sinh làm trung tâm, và thực hiện tốt nhiệm vụ vào năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo. Triển khai thực hiện tốt mô hình trường học hạnh phúc, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 10, lớp 11, lớp 12. Đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn và đảm bảo tính bền vững và phát triển. Có biện pháp đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh theo hướng thực chất hơn, để có phương pháp bồi dưỡng dạy học cho học sinh giỏi và phấn đấu kết quả thi học sinh giỏi những năm sau nằm trong top 10 của các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. Và có học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt thủ khoa xét tuyển vào các trường đại học để từng bước nâng cao thương hiệu và xứng đáng với vị thế và truyền thống của trường trung học phổ thông Tĩnh Gia I. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường cần tăng cường giáo dục về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên, để mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đồng thời chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lý tưởng cách mạng cho học sinh và làm tốt công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh ở khối lớp 12, nhất là học sinh cuối cấp. Phối hợp với Đoàn Thanh niên thị xã, Công an thị xã, các ngành đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho giáo viên, học sinh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông trong nhà trường và có giải pháp giáo dục để ngăn chặn, phòng ngừa các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập vào môi trường giáo dục, đặc biệt là quan tâm đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của tổ tư vấn tâm lý nhà trường đối với các giáo viên và các em học sinh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy giao Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng ban đơn vị có liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã phường trong triển khai nhiệm vụ, làm tốt công tác phối hợp với nhà trường và có biện pháp khắc phục những hạn chế khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo. Các ban thị ủy, Đoàn Thanh niên thị xã thường xuyên phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc để Đảng bộ nhà trường lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên, xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia I tập trung lãnh đạo chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế yếu kém và giải pháp thực hiện nhiệm vụ, báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Về các ý kiến đề xuất của nhà trường
đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy giao các phòng ban liên quan phối hợp với nhà trường giải quyết các khó khăn vướng mắc để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 4, Công an thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị quán triệt giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự cho lễ khai mạc Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2023. Sự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa. Về phía thị xã Nghi Sơn có các đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã, đại diện phòng ban liên quan. Lễ khai mạc Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2023 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lễ khai mạc, Công an thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phân công 311 cán bộ chiến sĩ làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong đó thành lập 38 tổ chốt có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, phân tuyến, điều tiết, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đồng thời chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra. Đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an thị xã Nghi Sơn đã huy động lực lượng cảnh sát giao thông trật tự phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông nhằm tránh ùn tắc giao thông kéo dài, đồng thời tổ chức lực lượng thường trực tại điểm, vị trí sung yếu phối hợp với các lực lượng tại chỗ, đảm bảo tốt an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã và đồng chí Trịnh Văn Giang, Trưởng Công an thị xã đưa ra một số tình huống có thể xảy ra trong lễ khai mạc, đồng thời đề nghị lực lượng công an tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân ép giá khi bán hàng, tăng cường quản lý địa bàn, xây dựng các phương án để đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng móc túi, chiếm đoạt tài sản, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đại biểu và du khách khi về dự lễ khai mạc. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, lễ khai trường du lịch biển Nghi Sơn 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 tại quảng trường biển, khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa. Với quyết tâm lập lại trật tự hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, hiện nay thị xã và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu du lịch biển Hải Hòa đang gấp rút chỉnh trang cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện đón tiếp khách cho mùa du lịch mới. Được biết đến với vẻ đẹp hoang sơ, biển Hải Hòa cách trung tâm thành phố Thanh Hóa chừng 46 km và cách khu kinh tế Nghi Sơn 15 km. Nơi đây được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh lựa chọn là điểm vui chơi nghỉ dưỡng trong những ngày cuối tuần kỳ nghỉ lễ. Chuẩn bị đón khách đến với lễ khai trường du lịch biển Nghi Sơn năm 2023 và kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 sắp tới, đến nay thị xã đã hoàn thành việc chỉnh trang khu du lịch, giải tỏa toàn bộ hàng quán lấn chiếm ven biển, mở rộng tuyến đường CC3 dọc bãi biển, lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh, trồng cây xanh, xây dựng hệ thống bờ kè chắn sóng chống sạt lở, sắp xếp khu neo đậu tàu thuyền, chòi quan sát, hoàn thành khu vực tắm trắng, xây dựng quảng trường biển và thành lập tổ quản lý tại khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đang khẩn trương chỉnh trang cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện đón khách. Nằm ngay tuyến đường CC3 dọc bãi biển Hải Hòa, nhà hàng Tứ Quý đến nay đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị để đón du khách. Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, bố trí sắp xếp các khu vực phục vụ khách, cảnh quan môi trường xung quanh, nhà hàng đã cử nhân viên tham gia các lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm từ khâu bảo quản đến chế biến thực phẩm, tạo uy tín, niềm tin đối với du khách. Đây là một trong những nhà hàng tại khu du lịch biển Hải Hòa được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phục vụ khách du lịch. Quản lý nhà hàng Tứ Quý Trần Anh Đức cho biết, với tổng diện tích trên 500 m², nhà hàng có thể phục vụ tới 300 khách cùng lúc. Cùng với giá cả hợp lý, thì việc chế biến món ăn ngon được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được nhà hàng đặt lên hàng đầu, bởi đây là một trong những yếu tố hết sức quan trọng tạo dựng niềm tin với du khách.
Đến nay, nhà hàng đã liên kết với các đầu mối ở địa phương, cung cấp hải sản tươi sống hàng ngày để phục vụ du khách. Trong đó, khâu lựa chọn nguyên liệu, đầu vào được kiểm soát chặt chẽ, phòng ăn, bàn ghế sạch sẽ, có đủ nhà vệ sinh và bồn rửa tay cho khách hàng, có tủ lưu trữ thức ăn theo đúng quy định, đồng thời đảm bảo các trang thiết bị và phương tiện chủ động linh hoạt, ứng phó khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Cùng với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch để tạo sự hấp dẫn và ấn tượng với du khách, từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5, tại khu du lịch biển Hải Hòa đã và sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch như Giải Việt giã báo Thanh Hóa lần thứ 17, chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2023, diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 4, lễ khai trương du lịch biển Nghi Sơn ngày 27 tháng 4. Cùng với đó, thị xã đã và đang đẩy mạnh việc kết nối tour, tuyến du lịch biển với các điểm du lịch trọng điểm của thị xã và các địa phương trong tỉnh. Với phương châm văn minh, lịch sự, chu đáo, ấn tượng, tiết kiệm, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu các hoạt động được tổ chức phải đa dạng, phong phú, an toàn và tiết kiệm, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của con người Nghi Sơn, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, hấp dẫn đối với du khách. Cùng với đảm bảo hạ tầng du lịch và tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao du lịch, thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tập trung cao cho công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn trên biển, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn, đảm bảo mang đến cho du khách những kỳ nghỉ thoải mái, an toàn tại khu du lịch biển Hải Hòa. Trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã Nghi Sơn Dương Thị Hằng cho biết, khu du lịch biển Hải Hòa hiện có gần 40 cơ sở lưu trú và hàng chục nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đến thời điểm hiện nay, hầu hết các cơ sở đều đã hoàn tất công tác chỉnh trang cơ sở vật chất, tuyển dụng nhân sự để phát huy tiềm năng thế mạnh, hướng tới phát triển khu du lịch biển Hải Hòa trở thành điểm đến năng động, hấp dẫn đối với đông đảo du khách. Trong năm 2023, thị xã Nghi Sơn sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, cấm các hoạt động bán hàng rong, chèo kéo du khách, thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng sự vào cuộc tích cực của doanh nghiệp, đồng thuận của người dân, diện mạo khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa đã và đang được thay đổi tích cực. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu du lịch ngày càng được hoàn thiện theo đúng quy hoạch, qua đó từng bước siết chặt kỷ cương, nề nếp hoạt động du lịch, hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch biển, đưa khu du lịch biển Hải Hòa trở thành một trong những điểm đến an toàn, hấp dẫn, văn minh, thân thiện của xứ Thanh. Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghi Sơn là địa phương được thiên nhiên ưu đãi với ba vùng sinh thái, đồng bằng, ven biển và bán sơn địa, rất thuận lợi cho phát triển đa dạng các loại hình kinh tế như công nghiệp, dịch vụ du lịch, nông lâm thủy sản và kinh tế biển. Thị xã có đường bờ biển dài 42 km từ cửa Lạch Kép đến mũi Đồng Hồi, giáp Nghệ An, với những bãi cát trắng, nước biển xanh trong tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình, mở ra tiềm năng lớn về phát triển du lịch. Là địa phương có lịch sử truyền thống văn hóa lâu đời, là quê hương của nhiều danh nhân văn hóa, nhiều khoa bảng nổi tiếng như Khung Việt, Đại sư Ngô Trân Lưu, Khai Quốc Công Thần Lê Trương Lôi, Lê Trương Chiến, Đông Các Đại Học Sĩ Lê Nhân Quý, Hoàng Giáp Thượng Thư Lương Chí thời Lê Trung Hưng, Hoàng Quốc Công Đào Duy Từ, đệ nhất Khai Quốc Công Thần của nhà Nguyễn, nhà chính trị, nhà quân sự, nhà văn hóa nổi tiếng của đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đã vượt khó, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, tranh thủ sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, tạo ra động lực mới phát triển kinh tế, xã hội và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Thị xã Nghi Sơn hiện nay với hạt nhân là khu kinh tế Nghi Sơn đã và đang trở thành trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực Nam Thanh, Bắc Nghệ. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng thị xã Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn trở thành trung tâm kinh tế đô thị động lực của tỉnh và khu vực. Đến năm 2030,
trở thành một trung tâm kinh tế đô thị ven biển trọng điểm của cả nước, đạt tiêu chí đô thị loại 3 theo quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vùng đất Nam Thanh đang từng ngày đổi mới, khu công nghiệp Nghi Sơn một tiềm năng rộng mở, thị xã Nghi Sơn đang bừng sáng tương lai. Nằm ở vị trí chiến lược có lịch sử lâu đời và là địa bàn có nhiều huyết mạch giao thông, đường bộ, đường sắt, đường sông, đường thủy của đất nước chạy qua, được hội tụ những tinh hoa văn hóa các vùng miền, với đủ các loại hình, các sắc thái riêng về dân cư, cùng với những bãi biển đẹp, thơ mộng, cảnh quan thiên nhiên phong phú, cùng với vùng du lịch biển đảo, vùng du lịch sinh thái, rừng hồ, đã tạo nên những tiềm năng, thế mạnh cho Nghi Sơn phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái biển. Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn còn có nhiều danh thắng thiên nhiên có thể khai thác du lịch trong đất liền, có động Trường Lâm, ngoài biển có đảo Hòn Mê, đảo Biện Sơn và hàng loạt đảo nhỏ. Với hệ thống đền chùa, núi non, hang động kỳ ảo được gắn với các huyền tích khá ly kỳ, mang đậm nét dân gian và huyền thoại lịch sử. Hệ thống núi non, hang động và sông, hồ, kênh rạch của Nghi Sơn như những lá phổi xanh là nguồn tài nguyên quý để phát triển các loại hình du lịch, tham quan, du lịch tâm linh, gắn với môi trường tự nhiên, sinh thái và du lịch mạo hiểm. Toàn thị xã hiện có 203 di sản văn hóa vật thể, gồm 32 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, trong đó có 3 di tích lịch sử văn hóa xếp hạng cấp quốc gia, 29 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng cấp tỉnh, 171 địa điểm di tích đã được kiểm kê bảo vệ. Các loại hình di tích như di tích lịch sử, văn hóa, di tích khảo cổ, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích cách mạng, di tích thắng cảnh và gần 20 lễ hội lớn nhỏ, tiêu biểu như lễ hội Quang Trung, lễ hội Cầu Ngư, trò diễn nấu cơm thi là những lễ hội gắn với ngư dân vùng ven biển với những giá trị độc đáo hấp dẫn đối với khách du lịch. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, qua đó góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân là cơ sở quan trọng để khai thác phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Cùng với các sắc thái riêng về dân cư, sự phát triển làng nghề truyền thống với nhiều loại hình đã tạo cho thị xã Nghi Sơn phát triển du lịch văn hóa tâm linh, tín ngưỡng và du lịch cộng đồng. Sự giao thoa của hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy thuận tiện cho việc giao thương với các tỉnh và các nước trong khu vực, cùng với nhiều làng nghề truyền thống như nghề mắm, làm muối, đóng thuyền, đan lát. Tiêu biểu là nghề khai thác và chế biến hải sản ở vùng Ba Làng, Cửa Bạng và vùng đất cổ Biện Sơn, xã Nghi Sơn đã tạo nên nhiều đặc sản độc đáo có mặt trên các thị trường trong cả nước như nước mắm Xo Xuyên Ba Làng và các đặc sản như cua, tôm, cá lạch, mực nhảy, gỏi sứa. Đối với loại hình du lịch tâm linh kết hợp thiên nhiên, quần thể chùa cổ Am Các tại xã Định Hải, trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của các cấp các ngành, sự nỗ lực tâm huyết của nhiều nhà hảo tâm, quần thể tôn giáo tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh này đã trở thành điểm du lịch độc đáo, ấn tượng, thu hút đông đảo du khách thập phương. Với nhiều danh thắng di tích khác như động Trường Lâm, các di tích liên quan đến cuộc hành quân thần tốc của vua Quang Trung Nguyễn Huệ ở vùng Biện Sơn Cửa Bạng, hệ thống di tích đền chùa ở khu vực phường Hải Thanh và vùng cửa biển Lạch Bạng đang trở thành những điểm đến hấp dẫn cho du khách khi đến với Nghi Sơn. Hòa trong những dải cát trắng phẳng, nước biển xanh trong, phong cảnh hữu tình đã tạo nên những bãi tắm đẹp có sức lôi cuốn và hấp dẫn biết bao du khách khi đến với biển Hải Hòa. Hải Hòa hiện nay vẫn giữ được những nét hoang sơ và thơ mộng với bãi biển cùng cát trắng, nắng vàng, thoai thoải bên dạng phi lao quanh năm xanh mướt. Biển Hải Hòa có chiều dài khoảng 2 km, có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển trở thành một trong những bãi tắm du lịch đẹp của tỉnh Thanh Hóa. Trong những năm gần đây, khu du lịch biển Hải Hòa đã thu hút được nhiều du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Tại khu du lịch, hiện có 18 cơ sở lưu trú du lịch và nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ.
chị Đồng Thị Oanh, Phó Giám đốc Khách sạn Queen, cho biết. Để chuẩn bị khi vào mùa du lịch tới, thì khách sạn Queen đã nâng cấp và sửa chữa các phòng ốc và những cái không gian ngoài khách sạn, thì giống như là bể bơi hoặc là nhà hàng cũng đều nâng cấp để có một không gian khi khách đến du lịch cảm thấy hài lòng khi đến Queen. Ghé thăm biển hài hòa trong những ngày hè, bạn sẽ tìm cho mình một không gian thiên nhiên thực thụ. Có biển, có gió, có cát, có những dạng phi lao rì rào, hòa với sóng biển. Tại đây bạn sẽ được nghỉ ngơi thực sự, thư giãn thực sự với tất cả những tinh hoa của mẹ thiên nhiên ban tặng. Vẻ đẹp hoang sơ của vùng biển nơi đây là sự hài hòa giữa những thắng cảnh thơ mộng như Hòn Mê, Hòn Bàng, Biện Sơn, Nghi Sơn. Đặc biệt, bạn đừng bỏ lỡ bình minh trên biển hài hòa, núi Thổi để có thể chiêm ngưỡng thật rõ cảnh hừng đông tận tít chân trời. Ông Phạm Hà, du khách đến từ Hà Nội cho biết. Tôi thì cũng đi du lịch biển hài hòa 6-7 lần. Thế thì năm nay thì thấy cũng khác trước rất nhiều về phong cảnh, về cảnh quan môi trường, cả về đường xá. Đặc biệt là tôi thấy như vỉa hè hiện nay là cũng đã được lát lại toàn bộ bằng đá, rất là sạch sẽ. Thế và các cái quán ăn, nhà hàng hiện nay cũng là rất nhiều, đặc biệt là khách sạn, các khách sạn lớn. Người dân ở đây họ rất hiếu khách và cũng hiền hòa. Với một cái cảm nhận như thế, tôi thấy là cũng là một cái kỳ nghỉ mà ta đến được hài hòa thì cũng là một cái rất tốt cho khách du lịch. Bãi Đông nằm trong khu nghỉ dưỡng sinh thái đảo Nghi Sơn, trong những năm gần đây đang là địa chỉ được nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm. Không sầm uất náo nhiệt như nhiều bãi biển khác của tỉnh thành, nhưng khi đến với Bãi Đông, du khách như lạc vào trong một không gian vô cùng lãng mạn. Toàn thị xã hiện nay có 108 cơ sở lưu trú du lịch, đảm bảo nhu cầu phục vụ khách du lịch. Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của thị xã, trong đó du lịch biển là một trong những sản phẩm du lịch thế mạnh. Trong những năm qua, thị xã đã ưu tiên các nguồn lực cho phát triển du lịch, tập trung xúc tiến, kêu gọi thu hút các doanh nghiệp, đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn. Điển hình như khu du lịch sinh thái biển Tân Dân, Hải Lĩnh, Ninh Hải, Hải Ninh, Bình Minh, khu du lịch sinh thái Hồ Hao Hao, Chùa Am Các, đền thờ Đào Duy Từ, cụm di tích Quang Trung Lạch Bạng, quần thể di tích thắng cảnh Biện Sơn, quần thể động Trường Lâm. Theo đó, thị xã Nghi Sơn xác định phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội với 3 loại hình mũi nhọn gồm du lịch biển, du lịch sinh thái cộng đồng và du lịch văn hóa tâm linh. Bên cạnh đó, thị xã đã tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2025, trong đó đã xem xét bổ sung mở rộng quy hoạch khu du lịch hài hòa gắn với các xã phường ven biển và kết nối với đảo Mê và các cụm di tích lịch sử văn hóa dành làm thắng cảnh, chùa Đất Tiên, đền Quang Trung, đền Lạch Bạng, đền Khánh Trạch, chùa Thiên Vương, chùa Am Các và các tuyến du lịch sinh thái như Trường Lâm, Phú Sơn, Hồ Yên Mỹ, Hồ Hao Hao. Thị xã cũng đã quan tâm đầu tư phát triển các điểm du lịch nghỉ dưỡng biển, khuyến khích đầu tư các du lịch sinh thái tín ngưỡng, các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng phục vụ du lịch, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, khu du lịch hài hòa, khuyến khích thực hiện đầu tư xây dựng các dự án du lịch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó trọng tâm là dự án khu du lịch sinh thái đảo Nghi Sơn do Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Du lịch Nghi Sơn làm chủ đầu tư với diện tích 106 hectare, tổng số vốn là 154,52 tỷ đồng. Dự án khu dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng Bắc đảo Nghi Sơn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nam Phương với diện tích 3,10 hectare, tổng số vốn là 300 tỷ đồng. Dự án khu du lịch sinh thái biển Tân Dân của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT triển khai thực hiện. Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng biển hài hòa của Công ty Hiền Đức với tổng diện tích là 33,9 hectare. Dự án khu du lịch Golden Watch Resort của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thành được giao đất với diện tích 17,7 hectare. Đồng thời tập trung xây dựng và triển khai các đề án sắp xếp, quản lý, tổ chức các dịch vụ du lịch tại khu du lịch biển hài hòa và thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng, tắm biển cao cấp,
tổ chức các dịch vụ thể thao trên biển, đảo như lướt ván, mô tô nước. Theo mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế biển và phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, thị xã Nghi Sơn phấn đấu đến năm 2025 đón trên 1 triệu lượt khách du lịch, đến năm 2030 đón trên 1.200 triệu lượt khách du lịch, trong đó đón khách quốc tế đạt 500.000 lượt, doanh thu đạt 2.290 tỷ đồng trở lên, có 115 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó 10% được xếp hạng từ 2 đến 4 sao, có 75% lao động được đào tạo nghiệp vụ du lịch, hướng tới phát triển du lịch Nghi Sơn trở thành điểm đến năng động hấp dẫn với đa dạng các sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao, phục vụ du khách trong nước và quốc tế, xây dựng hình ảnh du lịch Nghi Sơn ngày càng văn minh, thân thiện. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn cho biết. Thị xã Nghi Sơn là địa phương có tiềm năng lớn về du lịch biển đảo, du lịch tâm linh và du lịch sinh thái. Trong những năm qua, thị xã Nghi Sơn đã ưu tiên các cái nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật như là hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, cảnh quan phục vụ cho phát triển du lịch trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Và ưu tiên các nguồn lực để kêu gọi thu hút các dự án đầu tư lớn về du lịch biển đảo vào các phường như Ninh Hải, Hải Hòa, Tân Dân, Hải An, Hải Ninh. Đến nay đã có 15 dự án lớn đăng ký đầu tư vào dịch vụ du lịch biển thị xã Nghi Sơn với tổng kinh phí trên 15.000 tỷ đồng. Trong đó nổi bật nhất là tập đoàn TNT đầu tư khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Tân Dân với tổng mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng với quy mô 87 hectare. Để phục vụ tốt cho cái công tác du lịch biển năm 2023, thị xã đã giao cho các phòng ban chuyên môn làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan du lịch, chỉ đạo các cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ du lịch chỉnh trang lại cơ sở để đảm bảo tốt nhất cho công tác tiếp đón khách du lịch, chỉ đạo cơ quan an ninh làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, rồi đăng ký tạm trú tạm vắng, rồi công tác phòng cháy chữa cháy cho các dịch vụ du lịch và các hoạt động khác, giao cho phòng văn hóa và trung tâm văn hóa làm tốt công tác tuyên truyền đến đông đảo du khách thập phương về chương trình du lịch, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức các cái chuỗi sự kiện về thể dục thể thao, văn hóa nhằm giới thiệu quảng cáo về cái chương trình du lịch của thị xã Nghi Sơn. Để thực sự ngành du lịch của thị xã Nghi Sơn là một trong những cái ngành kinh tế trọng điểm, thì trong thời gian tới, thị xã Nghi Sơn sẽ tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với các chủ đầu tư để thực hiện các cái dự án sớm đưa vào hoạt động, cũng như là phân bổ ngân sách hợp lý để đầu tư cơ sở hạ tầng bên ngoài hàng rào để phục vụ cho du khách. Kết hợp với du lịch biển đảo thì làm tốt công tác lập quy hoạch chi tiết các cái khu di tích lịch sử trên địa bàn thị xã Nghi Sơn để tổ chức thành một cái tour du lịch từ du lịch tâm linh, du lịch về văn hóa và du lịch biển đảo. Khai mạc lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2023 nhằm tiếp tục quảng bá, phát huy tiềm năng thế mạnh của du lịch Nghi Sơn, giới thiệu vùng đất văn hóa con người Nghi Sơn với bạn bè du khách, xây dựng du lịch Nghi Sơn theo hướng văn minh hiện đại, thu hút các nhà đầu tư để phát triển các khu, điểm du lịch trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của thị xã phát triển theo hướng bền vững, thực hiện thắng lợi nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 26. Công văn của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc tạm dừng hoạt động của các phương tiện trên tuyến đường phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại lễ khai mạc du lịch biển Nghi Sơn năm 2023.
thực hiện kế hoạch 110 KHUBNC ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thị xã về việc tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2023. Theo đó, lễ khai mạc dự kiến được tổ chức vào 20 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2023 tại quảng trường biển, khu du lịch biển Hải Hòa, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Để đảm bảo tốt an ninh trật tự an toàn giao thông tại khu vực tổ chức lễ khai mạc, trên cơ sở đề nghị của Công an thị xã, tại tờ trình số 90 ngày 22 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Cấm tất cả các loại phương tiện xe, ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe điện và các loại xe tương tự lưu thông trên đoạn đường từ nhà hàng Trang Nguyên đi biển Hải Hòa, theo dọc tuyến đường CC3 đến khách sạn 3H, phường Hải Hòa. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 16 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2023 đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho lễ khai mạc du lịch biển Nghi Sơn. 2. Giao Công an thị xã Nghi Sơn xây dựng kế hoạch chỉ đạo các lực lượng tổ chức thực hiện quy định nêu trên, hướng dẫn cho người dân hướng di chuyển và để phương tiện đúng nơi quy định, phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân phường Hải Hòa tổ chức tuyên truyền đến quần chúng nhân dân biết, chấp hành nghiêm túc theo quy định. 3. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân phường Hải Hòa thông tin tuyên truyền trên hệ thống phát thanh truyền hình để người dân được biết và chấp hành theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu Công an thị xã Nghi Sơn, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân phường Hải Hòa triển khai thực hiện. Chủ tịch đã ký Nguyễn Tiến Dũng. Siêu thể thao siêu ưu đãi, combo siêu hời từ K cộng chỉ 990.000 đồng bộ thiết bị HD K cộng và thuê bao trọn vẹn 3 tháng, ưu đãi từ 21 tháng 4 đến hết 21 tháng 5 2023. Xem K cộng để đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2023 và khám phá thế giới thể thao đỉnh cao với các trận ngoài hạng Anh kịch tính, đua xe công thức 1, quần vợt ATP, giải võ thuật tự do UFC. Đừng bỏ lỡ loạt phim mới cực hot chỉ có trên K cộng như series Hàn Quốc, Cậu Út Nhà Tài Phiệt, Quán Trọ Tình Yêu, các chùm phim bom tấn Âu Mỹ và vô vàn nội dung giải trí hấp dẫn khác dành cho cả gia đình. K cộng mang tới hơn 160 kênh giải trí hàng đầu, chất lượng chuẩn HD, kho phim VOD lên đến hơn 10.000 giờ và xem miễn phí mọi lúc mọi nơi trên thiết bị di động. Hãy lắp K cộng ngay hôm nay! Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.